Các bạn đang nghe podcast kênh Share Space, câu chuyện thay đổi hay là chết trong nền kinh tế 4.0. Bài học từ Apple, thay đổi để tìm mảnh đất mới. Trong thế giới luôn biến động, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể nhận kết cục tương tự như Nokia và SAP nếu không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hãy nhìn vào công thức để Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới hiện nay, chắc chắn không thể thiếu sự sáng tạo và đổi mới. Trước khi iPhone ra đời, máy nghe nhạc iPod từng chiếm gần một nửa doanh thu toàn bộ sản phẩm của Apple. Người ta ước tính tại Mỹ, cứ 9 trên 10 máy MP3 dung lượng lớn bán ra là thiết bị của táo khuyết. iPod tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới, những thuật ngữ và hình ảnh liên quan đến sản phẩm này cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Dù vậy, thay vì ngủ quên trên chiến thắng, Steve Jobs khi đó đã dự đoán iPod sớm muộn gì cũng bị khai tử. Chính vì vậy, ông và đội ngũ đã không ngừng nỗ lực để tạo ra một thiết bị mới có thể thay thế iPod trở thành trụ cột chính của công ty. Và đó chính là lý do iPhone, một thiết bị 3-in-1, vừa là điện thoại, vừa có thể sử dụng như iPod lại có thể kết nối Internet ra đời. Đúng như dự đoán của Steve Jobs, sự xuất hiện của iPhone khiến iPod dần chìm vào quên lãng. Đến nay, iPhone được coi như mõ vàng của Apple.